Bạn là một người ưa sự đổi mới và thích trải nghiệm. Bạn cần một sự cách tân ở góc học tập và làm việc của mình. Bạn chờ đợi một cú đánh mạnh về mặt thị giác có thể xô đổ những chuẩn mực của một dàn âm thanh. Vâng, chính ở video này, mời các bạn cùng Phương Lâm chào đón sự xuất hiện của quái vật đến từ thương hiệu Harman Kardon, loa không dây Soundstick Wireless chất quyền lối về. Nói một chút về thế hệ hậu duệ đầy ấn tượng này, Harman Kardon Soundstick Wireless là phiên bản nâng cấp của Harman Kardon Soundstick 3 với khá nhiều tính năng nổi bật, thỏa mãn những mặt còn thiếu sót ở những đời trước đó. Dạng âm thanh vòm mà âm nhạc ngập tràn khắp căn phòng. Thiết kế tinh tế sang trọng của Harman Kardon Soundstick Wireless khiến chiến binh này làm mưa làm gió trên khắp các thị trường âm thanh quốc tế và trong nước. Vì thế ngày hôm nay, Phương Lâm đã cho nó lên sàn để mổ xẻ lý do tạo bão của nó. Đầu tiên, ấn tượng nhất của chiến binh Soundstick Wireless này chính là ở phần thiết kế. Nó được xem là một trong những kỳ quan thiết kế của giới âm thanh khi đôi loa Multimedia Harman Kardon Soundstick có một vị trí trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại New York. Lật lại lịch sử trong hơn một thập kỷ qua, kể từ khi Harman Kardon ra mắt phiên bản loa Soundstick đầu tiên cho đến nay, thiết kế đặc trưng của lớp vỏ trong suốt và những đường cong đặc biệt vẫn được giữ nguyên. Chắc bởi vẻ bề ngoài này quá đặc biệt và quá là biểu tượng cho một dòng loa độc quyền định danh Harman Kardon. Lớp vỏ trong suốt bằng mica cao cấp xuyên thấu vào dàn loa sang xịn mịn, tạo hiệu quả tối đa về mặt thị giác cho người nghe nhạc. Và khi các bạn ấn nút bật loa ở phía củ loa lớn, để led màu trắng sáng lên, trông như một chiếc UFO của người ngoài hành tinh. Và khi đặt ở góc làm việc, có những tông màu trung tính như là màu trắng, màu đen hay là màu sáng, rõ ràng sự thanh lịch của ngoại cảnh khiến cho chiếc loa thêm phần cá tính hơn, đúng không nào? Và đâu chỉ mải mê bộ áo ngoài quá đỗi ấn tượng đó mà quên không nhắc đến phần âm thanh cũng như là chất lượng không kém. Bộ loa Soundstick nhỏ gọn còn nổi tiếng với chất âm chi tiết, mạnh mẽ và có độ mộc như những dàn audio mini đắt tiền. Tại sao lại như thế? Hai loa vệ tinh với mỗi bên 4 loa được dàn trải giúp cho âm thanh đến tai người nghe đầy chi tiết, âm hình rộng. Cùng với đó là sự hỗ trợ của loa subwoofer ở củ loa to nhất cho tiếng bass sâu và trầm ấm. Từ đó mà tất cả các bài nhạc, tiếng động đều vô cùng sắc nét. Và với dải tần số rộng từ 44 đến 20.000 Hz, chiếc loa có thể chơi được các thể loại nhạc từ pop, jazz cho đến rock, đen, bốc xình xịch. Tin hay không? Nghe thử rồi biết. Đã lâu rồi, đôi lứa cách đôi nơi tớ duyên xưa còn hay mất. Mái trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đó nào? Ngày xưa đó ta hay đón dịu nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm.
sao stick wireless này còn được trang bị thêm bộ thu sóng Bluetooth tiện lợi theo công nghệ của Harman, giúp đảm bảo chất lượng âm thanh tối ưu từ điện thoại, máy tính bảng hay là laptop truyền đến loa với công nghệ Harman TrueStream. Cho đến nay, Harman Kardon Sound Stick Wireless vẫn được các chuyên gia âm thanh xem là một trong những hệ thống loa multi-speaker có khả năng thay thế những hệ thống mini hi-fi, hỗ trợ hoàn hảo cho những không gian nhỏ như là phòng làm việc, phòng sách, phòng ngủ, với chất âm tinh tế, ấm áp và trung thực đáng nể nhất trong những dòng loa cùng phân khúc khác. Và hy vọng với mức giá khá hợp lý là 5.190.000 đồng, loa không dây Harman Kardon Sound Stick Wireless sẽ thỏa mãn được người sử dụng cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Còn chần chờ gì mà các bạn không đến ngay các showroom của An Tiến để trải nghiệm, và đừng quên chia sẻ những trải nghiệm đó cho Phương Lâm nhé. Hãy like, share và subscribe để đón xem nhiều video khác tuyệt vời hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.